khi sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đã ngủ mất tiêu. Nhưng mà giờ thiếu video quá, không có video up, giờ phải gọi Yến Nhi vậy quay clip thôi. Nhưng mà các bạn biết sao không, Yến Nhi khi mà một khi đã ngủ rồi đó là nó ngủ mấy con mèo kìa, nó ngủ phê đó, khó kêu dậy. Nè bây giờ thử kêu vậy nè Nhi. Nhi đó, nó không vậy đâu, thấy không các bạn, thấy không Nhi? Đó, nó không hèm vậy đâu, nó buông xuôi tất cả. Nhưng tôi là tôi có một chiêu đặc biệt có thể kêu được Yến Nhi vậy. Giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết đó là tuyệt chiêu gì. Các bạn có coi phim kiếm hiệp không? Kiếm hiệp khi mà một người đã mệt mỏi, nói chung là bị trọng thương, không còn sức lực nữa, phải chiền công. Nhưng mình phải lo Yến Nhi dạy chiền công nữa. Dạy đầu tiên là lo Yến Nhi dạy trước. Chưa kịp chiền công nữa dạy rồi. Cái gì mà ấy cho đó rồi ho vậy đó, đã ho được hết cơn ngủ ra đó các bạn. Đây là bí quyết để có thể kêu Yến Nhi dạy. Yeah, và bây giờ mình bắt đầu video mới thôi. Đang ngủ mà bị dựng đầu vậy. Bây giờ tranh thủ ông không có ở đây, đừng bếp xem phim cái. Giờ mình tắt đèn mình coi phim ma cái cho nó rùng rợn. Anh Bu ơi, anh coi có cái app nào hay là cái trình duyệt nào mà vô coi mà không có bị quảng cáo không? À, quảng cáo hoài. Có, anh có một cái app cho em để coi không bị quảng cáo. Đó chính là Noxbrowser. Nhưng trước tiên cho em coi app đó, anh phải bắt đầu em cái. Kia đi làm việc mà tại sao đi coi phim ma? Thì cuộc sống mà. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nạn Yên Đặc Tiếp. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với em YM Kiệt. Nạn Yên Đặc Tiếp đó thì các bạn. Chặn quảng cáo gây khó chịu và minigame. Ok các bạn ơi, và đây là cái trình duyệt web mà hồi nãy anh Bu có giới thiệu cho mình là Noxbrowser. Và ở đây chúng ta có thể là download ở trên Google Play. Đây là một cái app dành cho Android. Bây giờ mình sẽ bấm download về. À thì ra là Noxbrowser. Trời ơi, cái này Nhi cũng đã từng có một video giới thiệu cho các bạn rồi. Mà tại vì á, Nhi biết tại sao mà lần này anh Vương đã giới thiệu lại cho Nhi rồi. Bởi vì Noxbrowser vừa cập nhật một cái tính năng mới là khi chúng ta xem, chúng ta sẽ không bị vướng quảng cáo nữa. Và đặc biệt là khi các bạn vào web á, các bạn nhấp vào YouTube là cái này. Đó, các bạn nhấp vào một cái là nó sẽ liên kết thẳng với YouTube luôn. Các bạn không cần phải download YouTube về rất là nặng máy đúng không? Chỉ cần một cái Noxbrowser thôi, có sẵn Facebook và YouTube luôn, sẽ được liên kết thẳng qua các bạn xem rất là đã luôn. Thì cái Noxbrowser này á, các bạn có thể là lên Google Play. Bởi vì nó là một cái ứng dụng dành cho Android, cho nên là các bạn vào Google Play và sau đó các bạn bấm là đây, Noxbrowser thì nó sẽ ra. Và các bạn nhớ nha, đau về thì trước khi thoát ra thì nhớ đánh 5 sao cho app nha. Bởi vì cuối video này Nhi sẽ có một cái mini game dành cho các bạn khi đau app mà đánh 5 sao cho Noxbrowser đó. Ok, thì nãy giờ Nhi nói rất là nhiều về cái tính năng đã liên kết trực tiếp với là YouTube mà không cần đau app YouTube về. Thì đây, giờ anh sẽ bấm nè. Đó, vô liền ngay và luôn. Đó, các bạn có thể có sẵn tìm kiếm ở đây. Đó, để các bạn xem thoải mái luôn. Đó, bây giờ mình bấm em qua anh tiếp nè. Đó, nó sẽ ra thẳng như thế này luôn mà các bạn không cần phải download YouTube về nữa. Mà thay vào đó các bạn download Noxbrowser về thì nó rất là nhẹ máy của các bạn luôn.
Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Nhi Kids. Và hôm nay, mặc dù là một cái video Nhi đã quay rồi, nhưng các bạn lại yêu cầu Nhi rất là nhiều. Nhi không hiểu tại sao mà các bạn lại thích cái series mà đột nhập phòng của Nhi như vậy. Đây là hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nhi Kids. Hôm nay đối các chị má thì ở đây mình sẽ nói rõ hơn về cái tính năng mà không quảng cáo nha. Đây, bây giờ mình sẽ bấm vào YouTube, chọn lại một cái video nào đó, ví dụ như video này. Đây đó, thì bình thường chúng ta xem YouTube thì sẽ có những cái kiểu như là đầu video sẽ có một cái quảng cáo hay là giữa video gì đó, nhưng mà đây không hề có. Bây giờ mình coi thử 2-3 cái cho mấy bạn coi luôn nè, không hề có luôn đó. Nó sẽ chạy thẳng vào clip chứ không có quảng cáo bị chặn lại ở khúc đầu. Đây là cái tính năng không hiểu quảng cáo của nó đó. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu mini game thôi. Và ở đây Nhi có chuẩn bị sẵn 10 phần quà dành cho 10 bà chia sẻ. Thì bây giờ Nhi sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để nhận được quà mini game của Nhi và Noxbrowser nha. Đầu tiên các bạn lên Google Play, sau đó các bạn tải Noxbrowser về, các bạn kéo xuống và đánh 5 sao cho app. Sau khi đánh 5 sao xong, các bạn chụp màn hình lại và up lên Facebook. Bây giờ Nhi sẽ chỉ các bạn nhìn lên cái màn hình của Nhi nha. Các bạn gắn hashtag Noxbrowser và thêm một cái hashtag thứ hai nữa để Nhi có thể tìm ra được các bạn và trao quà, đó chính là Ninkid. Các bạn nhớ không? Hai hashtag up lên Facebook và ghi hai hashtag là Noxbrowser và hashtag Ninkid để Nhi tìm ra các bạn. Sau khi video này được up lên thì 3 ngày sau Nhi sẽ có một cái video công bố, là Nhi sẽ chọn ra những bạn có lượt like cho cái bài post nhiều nhất. Khi các bạn post lên như thế thì lượt like của bạn nào nhiều nhất thì Nhi sẽ chọn ra 10 bạn có lượt like cao nhất, tương tác tốt nhất để mà gửi 10 phần quà đến cho các bạn nha. Và cũng đừng quên, những phần quà này đến từ nơi là Kid Shop. Chỉ cần chơi game thôi, quà để nơi là Kid Shop tặng. Và các bạn nhớ nha, nhớ tham gia mini game của Nhi. Bây giờ Nhi sẽ nhắc lại cách để nhận quà nha. Đầu tiên các bạn lên Google Play, tải Noxbrowser về, sau đó các bạn kéo xuống và đánh giá 5 sao cho app, chụp màn hình lại, up lên Facebook với lại dòng caption là hai cái hashtag để Nhi có thể tìm ra và trao quà. Đầu tiên là hashtag Noxbrowser, hashtag thứ hai là chúng ta sẽ là Ninkid. Các bạn nhớ điền đủ hai hashtag để Nhi có thể tìm ra các bạn nha. 10 bạn có tương tác cao nhất và lượt like cao nhất cho bài post thì Nhi sẽ gửi 10 phần quà đến từ nơi là Kid Shop cho các bạn. Những cái phần quà này rất là thú vị nha các bạn, nhưng mà Nhi sẽ không thể nào bật mí được, nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nhỏ mà có giỏ đó. Gửi tới thì các bạn sẽ biết nha. Chúc các bạn may mắn. Và còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay Noxbrowser về xài. Chúng ta sẽ có thể là liên kết trực tiếp với YouTube mà không cần download app nè. Chúng ta sẽ tránh được những cái quảng cáo các bạn xem á, thì các bạn sẽ rất là mượt khi các bạn xem phim ở trên web, với những cái phim mà trên chỉ trên web mới có sẽ không bị dính quảng cáo nữa. Nhớ nha, nhớ download về và sử dụng cùng Nhi nha. Và đừng quên tham gia mini game của Nhi nữa. À quên nữa, ngoài ra thì trước khi để cho cái comment của các bạn hợp lệ á, thì các bạn phải nhớ nè, dùng chính cái tài khoản Google có hình ảnh của các bạn, không được copy sử dụng hình ảnh của người khác để lấy cái tài khoản Google mà để đánh giá 5 sao nha. Các bạn phải dùng chính tài khoản Google của các bạn đánh giá 5 sao cho app, thì lúc đó comment của các bạn mới hợp lệ và Nhi mới duyệt và tặng quà cho các bạn được nha. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để này là Kids sẽ có nhiều video mới nữa nha. Bye bye. Đừng quên nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi Nhi ra video mới nha.